thanh niên phải đi về tới nhà không chịu vào nhà. Đi ăn là phải mang theo cái ca của anh để uống nước. Ừ. Đi đâu vậy? Lucas. Nhà đâu ở đường đó đâu? Hey. Lucas. Và cả nhà nó tu. Ôi Lucas ơi. Đi đâu vậy? Đâu vậy? What do we know? Come. Đi đâu vậy trời ơi? Tối rồi còn đi lên uống sữa đi ngủ đi chứ. Ah, nou weer weglopen zeker. Belletje. Trời mẹ. Ô, Luca đi đâu vậy? Ô. Phương đi chỗ khác Phương. Ô, cả hai anh cha nó mất kìa, ra ngoài giữa đường kìa. Ô. Trời nóng quá, hôm nay tuần này trời nóng quá nên là bị gì hết rồi nè, cả cha cả con không chịu lên nhà, đứng ở dưới đường mà đi lung tung vậy này. Ừ, trời nóng quá không biết làm gì hả. Ê ê, đã đi đâu vậy Lucas? I love you. Look at that. Hello, look. Giờ phải bắt nó về thôi. Anh ấy bắt him. Go tao. Ông bắt về cho đợi cho em tự động về nhà, em không biết chịu đi nữa. Này. Hả? Đây. Yeah. Ôi trời. Hàng xóm nhà mình nó rất là thích Lucas. Hey, Lucas. Come. Mình xin dừng video của mình tại đây. Bởi vì giờ mình có quay thêm một tiếng nữa mà không có dắt em về nhà thì em cũng sẽ ở đây thôi các mọi người ơi. Các em tôi xuống bậc thang vậy nha. Hey, 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 hey. Come.
Bắc khi mình cả là là giờ Ấn Độ rồi đã đi về đi giờ Ấn Độ rồi rồi mình chào mọi người đó cả nhà mình đi về nhà đây.